Hello, chào mừng tất cả những người anh em đã có mặt tại channel Tùy Ma Vương. Và video ngày hôm nay chúng ta có một tập phá game. Đấy, lâu lâu lại là một tập phá game nhỉ. Đấy, được mà. Nhưng mà bây giờ mới vào thì hình như lần trước là tôi không có cái bình X10 đúng không? Hôm nay tôi vào tôi sẽ phải đi tìm, lấy cái bình đấy. Đấy, vừa vào tự sát luôn, đúng kịch bản hay các bạn. Vừa mới vào video thấy một thằng gọi là nó tự sát. Ok, nhưng mà tôi cần phải tự sát để chúng ta đang ở trong cái hang lava và đây là cái artifact. Đó. Bây giờ mà đổi phát ra luôn cái X10 là hơi bị kinh ấy. Ừ. Tỷ lệ nó ra thì tôi nghĩ nó khoảng 50-50 thôi. Đây. Bây giờ tôi sẽ đi đổi, hy vọng là ra luôn thì nó sẽ đỡ mất thời gian. Lâu lắm lâu lâu lại vào đây cái thôi chứ cái game này tôi chơi nát rồi. Để xem nào. Đấy, ôi một phát ăn ngay nha mấy ông, vừa mới vào rồi đấy. Tùy mà làm một phát là được bình X10 luôn đấy, cầu gì ước nấy. Ước gì được nấy đấy. Thế hôm nay á, chủ đề là tôi sẽ đi bắt một cái con gọi là cái con khủng long cổ rài, bron to, cái con mà bờ móng to đấy anh em. Con đấy thì tôi tính là bắt một cái con mà mắc level 1000 anh ạ. Hôm nay nghiêm túc, mọi khi tôi hay nói là tôi bắt thú level 1000 nhưng mà thường là level 900 mấy. Tôi chưa bao giờ bắt được con nào mà đúng level 1000 luôn. Hôm nay là tôi sẽ cố gắng gọi là tính toán là bắt chỉnh level làm sao mà đúng 1000 level anh em ạ. Để xem là cái con bron to gọi là bờ mông to ấy, level 1000 là nó sẽ gọi là mạnh như thế nào. Đấy thì anh em hãy theo dõi. Ở đây thì tôi sẽ đi làm cái tơn mơ anh em ơi. Hết tơn mơ rồi. Nhanh ấy mà, tôi có gót mà. Nhanh. Để xem nào. Tôi nhớ là sẽ cần biotoxin với lại polymer. Đấy. Mọi chuyện chưa bao giờ rõ ràng như thế này. Đây rồi, ui dậy 138. Rất nhanh. Thôi mình vào việc ấy nhở. Để xem là có gọi là có cần. Vứt bớt mấy cái này đi. Lấy hơi nhiều anh em ạ, vứt bớt. Ôi giời ơi. Giờ tôi thừa anh em ạ, kiểu giờ vào để vứt đồ ấy. Ngày xưa đi cày đồ khổ vãi chưởng. Cái thời mà tôi còn làm video hướng dẫn ấy, khổ như như trâu anh em ạ, cày có thua gì con trâu đâu. Bây giờ vào là vứt đồ anh em, ngày xưa là polymer vàng rồi là crystal là farm lòi mắt. Nhưng mà bây giờ vào là vứt đồ anh em thì series phá game mà, nó khác lắm. Thế thì bây giờ là tôi sẽ cưỡi cái con thằn lằn bay này, tôi sẽ đi gọi là đi tìm cái con bờ mông to nhá. Nó là cái con bron to nhưng mà tôi lại cứ gọi nó là con bờ mông to anh em ạ. Thì đúng là con đấy đít to thật. Con đó là thú ăn cỏ nên là tôi sẽ lấy con chike và đi thu hoạch một ít trái cây. Tôi sẽ đi lấy cái trái Mecoberry. Hôm nay là tôi đỡ đồ họa cao đấy anh em ạ. Đồ họa này là đồ họa 2, tức là cái đồ đồ họa cao thứ hai đấy anh em. Đồ họa cao nhất là Epic, thì thứ hai là 2, thứ ba là Medium, cuối cùng là Lost. Thì đây là cái đồ họa thứ hai trong game đấy. Nói chung là đồ họa này thì nó cũng cũng đẹp, nó chỉ thua Epic tầm gọi là 30% thôi. Nó cũng thua tầm 30% thôi. Đấy, tầm cỡ đó. Nếu mà lên được Epic thì nó sẽ có chi tiết hơn và nhưng mà Epic nặng lắm, máy tôm không có mở được. Thôi bỏ qua vấn đề đồ họa thì tôi vẫn đang cặm cụi gọi là cưỡi chi kén. Nhưng mà cái bảng gọi là gót này nó ông cho tôi lấy trái cây, anh em vẫn cứ phải đi gọi là đi lấy như này. Có cà rốt này. Anh em nào mới chơi anh em có thể anh em nhầm, tại vì là cái bảng kia nó có màu xanh ấy. Màu xanh thì nó giống như là hacker, nó giống như là gọi là hack mod ấy. Nhưng mà tôi phải nói lại là cái bảng tài nguyên mà tôi lấy ra nó là gót. Cái đấy thì anh em bỏ tiền túi ra anh em mua nhá.
chứ tôi không có phải là cái thằng hack game với lại mod game, nên là anh em đừng có gọi là hiểu nhầm nhá, làm như vậy là làm mất danh dự người khác nhá, nên là cẩn thận nhá. Anh em nào thấy người ta hiểu nhầm anh em giả vào gọi là giải thích luôn, mất hết cả danh dự của gọi là một ma vương như tôi đây. Thật trời ơi, tôi làm video à, gọi là có 100 thằng vào xem thì 90 thằng nó nói cái này là mod anh em ạ, nó nói là hack. Nhưng chả có thằng nào nó hiểu đây là god. Trời ơi, mất tiền mua mà, nhưng mà là bị người ta nghĩ đây là mod, cay vãi chứ, cay mà, cay đấy. Tôi sẽ đi tìm cái con này bên bờ biển. Con bờ mông to này thì chúng ta tìm nó kiểu chỗ nào cũng có mà, nhưng mà nhiều nhất bên bờ biển rồi. Đấy. Ôi rồi, hơi lag, nhưng mà với cơ bản là vẫn mượt anh em. Nói chung là máy của anh em mà chơi mấy cái game nặng ấy, anh em quan trọng là anh em phải có gọi là phòng cái nơi mà anh em chơi game ấy, là anh em nó phải nhiệt độ nó phải mát mẻ một tí, chứ anh em chơi game ở cái chỗ nào gọi là nóng hay là chơi game ngoài nắng thì chịu. Ừ nhỉ, chẳng có thằng nào ngu đến mức mà nó kiểu nó cầm điện thoại ra ngoài nắng nó chơi đâu nhỉ. Anh em ngồi trong phòng nào nó mát mát một tí, nếu mà anh em có điều hòa ấy bật lên đấy. Còn anh em không có điều hòa đơn giản thôi, à đây có một con bronto rồi, nếu mà không có điều hòa ấy anh em đơn giản là lấy một cái quạt, anh em ngồi trước quạt chơi game luôn cho nhanh nhá. Và đương nhiên là anh em phải chĩa cái phần mặt lưng điện thoại vào cái quạt ấy cho nó thổi vào cho nó mát, chứ không phải là anh em lấy cái quạt ra anh em ngồi hóng hóng mát nha, ý là lấy cái quạt để làm cái điện thoại nó mát ấy. Tôi sẽ bắn cái con này có level 30 thôi anh em ạ, nhưng mà không sao. Ôi bình tĩnh. Ôi con chim nó vào kìa. Con chim của tôi là cũng level 900 mấy đấy anh em. Tập trước là mới gọi là sơ nhẹ con Titan đấy. Game hôm trước là tôi lấy con thằn thằn đàn bay ấy, tôi giết con Titan là tôi trình diễn sức mạnh thôi, chứ còn nhiều anh em vào tinh vi hiểu không? Vào là bảo tao lấy kiếm chém nó ở dưới biển nhanh hơn, nào thì là cái trò này em biết rồi. Người ta đang gọi là thằn lằn bay level 900 cơ mà. Nhiều anh em vào tinh vi với tôi. Ui giời, tôi là ai? Ui tôi lại gọi là rõ hơn cả anh em thật. Cái game này nó giờ nó là ban ngày, anh em rõ như ban ngày. Ok, hôm nay là tôi sẽ tăng con này đúng level 1000 anh em ạ. Mỗi khi là tôi tăng là nó hay bị chạch ấy, nó không được level 1000, nó thường là 900 mấy à. Ơi, chúng ta lại ngồi đây bấm tay thôi. Ây da, khổ thật đấy, bấm từng cái một ạ. Gần đây có tin tức gì không anh em? Thấy bảo là ARK PC thì lại sắp có ARK phiên phiên bản thứ hai rồi. Các bạn nào mà coi không, bây giờ phải nói sao nhỉ? Phiên bản thứ hai thì khả năng cao nhá, cái phiên bản thứ hai của ARK PC nó kiểu như là cái thế hệ mới nha các bạn. Có thể là nó sẽ thay đổi cái giao diện của nhân vật hay là thay đổi cái gì đấy, nói chung là nó sẽ là một cái gì đấy kiểu như là một cái cuộc cách mạng. Mình lấy ví dụ vậy thôi. Ví dụ như là một cái cuộc cách mạng về cái lối chơi mới, cái phong cách game mới, cái gì đấy mà nó sẽ không kiểu như là chơi đi chơi lại như là mấy cái phiên bản trước nữa. Nó sẽ thay đổi nhiều thứ và ví dụ như là giao diện hay là cái cơ chế game lay nó sẽ có nhiều đổi mới và thay đổi. Nói chung là một phiên bản cập nhật siêu lớn anh em ạ. Chứ anh em nhìn lại nhìn đi nhìn lại thì đây ARK Mobile thì vẫn gọi là cái Mark the Island, vẫn như gọi là ngày đầu ra mắt đến bây giờ vẫn y như cũ, khổ. Không biết đời nào nó mới nâng cấp, mà chắc nó không nâng ấy chứ. Này tôi đang nói nghiêm túc nha. Thì tôi cũng mong là cái game này nó nâng cấp, mà nó có thể nó nâng cấp cái gì đấy gọi là đổi mới, hay là ra bản đồ mới để mà tôi còn làm video chứ. Cái game này thì nói chung là tôi cũng có những cái gọi là có những cái gọi là tình cảm nhất định với nó, bởi vì là ngày xưa ấy, cái lúc mà mình nghèo ạ, không có máy tính để chơi ARK PC mà, thế thì tải điện thoại vừa tải ARK Mobile vừa điện thoại mà chơi kiểu mà chơi chống cháy anh em. Đấy, thế là tải vừa để mà chơi xem game nó như nào đấy. Thì cũng là có thể nói là tình cảm với nó. Bây giờ thì mình có thể là mình chơi trên máy tính rồi, nhưng mà lâu lâu vẫn làm cái video mobile.
Lâu lâu mình mới làm thôi chứ bây giờ cái game này nó không có gì mới các bạn. Mình mà cứ kiểu làm thì cũng kiểu mà làm đi làm lại à. Bây giờ mình không có ý tưởng gì đến cái mức mà mình phải làm video phá game đấy, anh em thấy đấy. Tôi đang ngồi tôi gọi là chơi cái trò mất dạy rồi ngồi bấm level up target. Nâng level con Bronto to lên 1.000 anh em ạ. 1.000 nó cũng là giới hạn rồi. Bây giờ muốn nâng hơn 1.000 thì cũng không nâng được. 900 rồi này, 600. Không, tôi chỉ cần nâng lên để tôi tính là nếu mà tôi nâng lên tầm 600 640 đi. Đúng rồi. 640 cộng với lại 320 à? Là nó sẽ là từ anh em ạ, à, nó sẽ là 960 à? Thế thì không được rồi, để xem nào. Mình nhớ là cái level được cộng thêm tối đa là 60 cấp. Có đúng 60 cấp không ta? Mình không kiểu mình không nhớ rõ lắm, để xem là có đúng là 60 cấp không. Tức là một cái con thú mà anh em bắt về ấy thì cái level mà anh em được tăng thêm cho nó tối đa chỉ là 60 cấp thôi. Đấy, ví dụ như anh em bắt được một con Dodo level level 10 đi. Sau đó anh em cày cấp cho nó thì anh em chỉ có thể cộng nó lên level 70 thôi. Tức là nó chỉ thêm được 60 cấp thôi. Anh em mà có lên level tiếp thì cũng không có nâng được cái điểm đâu. Hay đúng rồi, tôi sẽ đấm cho cái con này nó tụt cái level cộng thêm còn 300 anh em ạ. Vậy là 640 cộng với 300 là sẽ lên đến 940. 940 cộng với 60 cấp nữa mà tôi cộng thêm sau khi tem xong là 1.000 level anh em ạ. Thì đúng không nhỉ? Mẹ tính đi tính lại nhầm nhầm cái anh em lại ỉa vào mặt. Thật. Con này lại là con cái rồi. Ui rồi. Đúng rồi, cái tỷ lệ mà tôi bắt thú nhá, con cái là tầm gọi là 70% ấy. Nếu anh em coi tôi lâu anh em biết là mỗi lần mà tôi đi bắt thú là không hiểu kiểu gì mà toàn bắt được thú cái anh em ạ. Nó tầm tỷ lệ nó tầm 70%. Thôi đấm thôi. Hai đấm mới tụt một level anh em ạ. Ok. Oh. 303 rồi. Phải căn anh em ạ, nhớ may tôi gọi bấm nhầm phát thì vỡ mồm. Thôi 301 là 300 đúng rồi đấy. 640 cộng với lại 300 là 9 940, sau đó là cộng thêm 60 cấp cộng thêm nữa là 1.000. Tính toán. À, mọi khi ở à, tính ra mọi khi mình cứ chỉ cần gọi là nâng lên 640 thôi, còn lại là mình đấm cho nó tụt về 300, khá đơn giản mà đúng không? Mọi khi mình lại không gọi là không tính kiểu này. Nó không khó mà mình cứ tưởng nó khó. Thôi chúng ta đang gọi là cho nó ăn đây. Căn bản là lâu lâu mình mới làm cái video mà thành ra là mình cũng không có để ý mấy cái vấn đề này lắm, kiểu vào quay thì cứ tính lúc nào kiểu quay mới tính. Ui cái gì 60 gọi là 60k máu anh em ạ, 60.720 máu. Ui con này kinh phết đấy chứ. Vừa tem xong là 60.000 luôn. Đừng đùa với anh. Ui rồi. Con này mà nâng hết vào máu thì khi nó còn trâu hơn cả Titan nhỉ. Thử phát xem. Đây anh em, trời đang mưa. Mưa trong game nhá. À lên level à. Hơi cộng level cái không có. Cũng hơi ngứa tay anh em ạ. Level nó lên cấp ấy. Kiểu nhân vật lên cấp mình ngứa tay, mình thấy mình cộng mình, mặc dù mình không cộng cũng được, chả sao cả. Để mình chụp cái hình nào. Wow. Cái hồi mới chơi anh em ạ, cái con này là cái con mà tôi khoái nhất. Hồi mới chơi là cái con này là cái con to nhất mà. Con Titan này không nói bởi vì con Titan nó hiếm. Hồi mới chơi là gặp cái con này là cái con to nhất. Thành ra là gọi là ham anh em muốn bắt được con này VL ra. Nhưng mà kết quả là anh em lại gần sờ vào chân nó dẫm cho nát người. Ok, để ban ngày đi cho sáng. Đổi màu anh em ạ, tôi đổi cái màu nào cho đẹp một tí để xem là có đây là có cái tính năng gọi là đổi màu nhá.
Thế anh em nào mà tò mò là cho cái game này là có những cái màu gì thì đây tôi đang đổi đây. À, chúng ta có màu màu đỏ đen này, màu xám, có màu trắng nhưng mà nó hơi mà ngà ngà, có màu tím luôn, vậy trông như kiểu khoai tím nhở, trông như kiểu tha nót. Ủi màu đen à? Ủa ôi, hay là mình chơi quả màu đen như này thì trông cũng gớm ghiếc ấy. Thôi anh em ạ, à, tôi đổi màu khác đi, đỡ màu đen cũng hơi kỳ. Màu màu gì đây, màu này là màu đỏ. À màu trắng với màu đỏ. Được đấy, được được được. Thôi vờ anh em ạ. Thôi chúng ta vờ. Con này thì tí nữa tôi sẽ giải quyết nó vờ sau. Anh em không cần yên tâm. Ở trên PC là nó khó chơi hơn nha. Cái này tôi phải công nhận á. Nhưng mà nó không có kiểu tù tù như bản mobile á. Bản mobile dễ chơi hơn nhưng mà chơi nó cứ tù tù nào á. Nó cứ đụt đụt anh em ạ. Kiểu mà chơi nó cứ thấy nó cứ ngu ngu nào á. Nhưng mà công nhận là bên này có cái tính năng gọi là dây quét là hay phết, bên kia thì không có. À, chụp cái hình này. Rồi thế thôi, chụp gọi là thôi vào nhà anh em ơi, chụp vài bức hình gọi là làm ảnh bia á. Hôm nay được đồ họa cao mà chụp ảnh nhiều tí có sao đâu, đúng không? Đồ họa cao. Nhưng mà nếu mà video này mà đang đang xem ấy mà tự nhiên thấy có tiếng nổ bùm một cái là anh em tự hiểu ấy, máy nó đang nổ. Đồ họa cao, thật ra cái game này tôi thấy là đỡ đồ họa cao thì nó cũng không đẹp hơn nhiều đâu, thà anh em đỡ đồ họa thấp ấy. Được cái là chơi game nó sẽ bớt tốn pin hơn, nó sẽ gọi là mượt hơn đấy, kiểu vậy đỡ văng game đấy. Cho nên là đồ họa cao thì tôi quay video tôi mở thôi chứ bình thường chả ai đỡ đâu ấy anh em ạ. Thôi vào nhà rồi. Trời ơi nó random mà chọn mãi nó mới vờ đến cái khu này. Đây chúng ta sẽ giải quét. Ở bên PC mà cũng có giải quét nhở? Ừ. Cái hồi mà tôi mới chơi PC ấy, tôi lại kiểu như là rất khó là làm quen nhá. Bởi vì tôi đã quen cái việc gọi là giải quét thú rồi, với lại cái việc gọi là đổi artifact lấy đồ ấy, nhưng mà bên PC không làm được mấy cái đấy. Thành ra là nó khó hơn khá nhiều ấy. Nên là cũng mất một thời gian để mà tập 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 làm quen. Ok. Đây rồi. Ui rồi rồi. Chả mới khi đỡ đồ họa cao anh em ạ. Ui rồi ui. Đồ họa cao mà. Thế này đồ họa cao chứ anh em phải biết tận hưởng chứ. Chả mới khi đâu. Đấy, đồ họa cao, đồ họa cao. Thôi tôi đang tính là tôi sẽ lưu lưu tôi sẽ sell cái game lại. Ok tôi sẽ cộng full máu anh em ơi, cộng full máu xem con này trâu như nào. Đây tôi sell lại đây. My God. Đây rồi, cộng full máu luôn. Đấy, xem là cái con này gọi là nó sẽ trâu đến cái mức nào anh em. Hôm nay đúng level 1000 luôn nhá, đừng có đùa. Ok, tăng cái này thì nó sẽ nhanh hơn tại vì là chỉ cần tăng 60 cấp thôi. Ngày xưa bắt xong cái con thú ấy, trời ơi cầm cưỡi nó đi đánh nhau gọi là cả buổi mà lên được có gọi là mười mười mấy 20 cấp à. Bây giờ bấm vèo vèo lên. Ô. Trời ơi. 287.947. Ui, trâu. Ôi ôi, gọi Titan bằng cụ rồi. À Titan gọi bằng cụ rồi. Ui, trâu trâu hơn Titan rồi anh em. Nhưng mà cái này là cái lượng máu nó trâu hơn nhá, chứ còn Titan giáp nó trâu hơn. Cái lý do mà cái yên của con Titan nó chỉ có một giáp là đơn giản là bởi vì là con Titan nó trâu sẵn rồi, bây giờ mà nó còn đỡ thơm giáp gọi là 50 giáp, 100 giáp thì nó trâu đến cái mức nào nữa.
Con này máu cao hơn cả Titan nha, nhưng mà là vì là con Titan nó có giáp ấy, nên là nó vẫn sẽ trâu hơn. 1.000 đam anh em ạ, 600 quay luôn. Cửa mà mới kiểu mới chơi lần đầu ấy, tự nhiên được một con Bronto như này nhở. Ôi rồi cân cả gọi là mác luôn thật. Ok, thôi chúng ta restore lại thôi chứ còn không nên cộng hết vào máu đâu. Tôi cộng kiểu mà tôi nghịch cho anh em xem thôi, tôi làm video mà, tôi phá game mà. Chứ còn bình thường con này thì anh em mà bắt với ấy, anh em nâng cái gì? Có lẽ là anh em sẽ nâng nâng con này lên tầm 20.000 máu là được rồi, nó trâu trâu tầm đấy là ok rồi, còn lại nâng sức chứa hay là nâng đam thôi. Ok. Ở đây. Ui. Nâng full dam anh em ạ, full dam nhé. 3.757. Wow. Cảm giác như là nó không cao lắm. Con này kiểu mà nâng máu là nó trâu hơn, nó cao, máu nó rất là trâu ấy. Nhưng mà cảm giác như là tôi nâng vào đam, full đam thì nó lại không mạnh lắm nhở. Từ từ bây giờ tôi phải làm cái yên. Đây anh em đợi tí nha, tôi làm cái yên cái. Chúng ta cần một cái yên. Ủa, cái yên con này là làm trong cái bàn này. Lâu ngày không chơi ạ, à, thành quên mất. Đâu rồi? Đây rồi, yên đây rồi, cần silica anh em ạ. Ok, silica gì đơn giản. Tiện thể lấy thêm một ít tài nguyên bỏ vào. Ui rồi ôi giàu thế nhở. Bây giờ ngoài đời mà cũng có một cái gọi là có cái ổ khóa hiện ra ấy, rồi mình lấy gọi là lấy tiền ở đấy ra nhở. Bấm một phát là hiện ra 100 đô. Ui rồi ôi. Thôi 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 anh em, thôi bớt 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 ảo tưởng đi. Thế thì có mà gọi là ấy nhở, thế thì có mà toang mất. À hứ. Đồ họa cao. Đây rồi. Chúng ta đánh thử cái con gọi là cái con người dơm xem nào. Tôi nghĩ là con này chắc là cũng không. Ui nó dẫm chết con Dodo kìa. 13.000 à, con này chỉ được 13 điểm thôi, 13.000 điểm thôi. Bằng cái đánh thường của con gọi là con Terry rồi. Con này kiểu mà nâng máu á, thì nó trâu thôi, chứ còn nâng đam thì tôi thấy nó không đau lắm đâu. Cũng mạnh nhưng mà mạnh bình thường bạn, nó không có vượt trội như kiểu nâng máu là nó trâu hơn cả Titan ấy. Ừ cũng đánh đam thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà vừa nãy các bạn thấy mình đi đi là có con Dodo nó chết không? Nó có cái thông báo con Dodo chết đấy. Thì một số con như là con Titan với lại cái con Bronto là cái con này này. Thì một số hai con này là kiểu mà hai cái con thuộc dạng khủng long to bự ấy. Thành ra là nó có một cái logic, đó là những cái con thú bé như là cái con Dodo anh em ạ. Nó mà kiểu mình không đánh nó đâu, nhưng mà nếu mình đi qua nó, kiểu mình đi dẫm lên nó là nó chết đấy. Ừ cái logic của game này là vậy, cũng nghe cũng hay. Mình không cần đánh đâu, mình chỉ cần đi qua thôi là con Dodo ở dưới chân là chết luôn. Kiểu 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 như là bị dẫm chết á, kiểu kiểu vậy. Logic game. Thử farm trái cây anh em ạ. Cũng bình thường à. Ui bình thường nào được. Cái con Bronto là cái con trùm farm mà, trùm farm trái cây mà, thế nên là vậy là trùm mà anh em, bình thường nào được. Lần này thì chúng ta nghịch cái gì nhở? Nãy mình nâng full máu rồi, bây giờ nãy nâng full dam luôn rồi, bây giờ là nâng cái gì đây? Có lẽ là tôi sẽ nâng full tốc tốc chạy anh em ạ, đúng rồi. Nâng full tốc chạy. Đấy. Cái con Bronto là nó gặp một cái vấn đề, anh em biết là bắt con này vần thì nó rất là ngầu, rất là hay, mỗi tội đi chậm.
con này nó đi chậm mà, thành ra là kiểu cũng khá khó chịu ấy. Nhưng mà đợi anh em sẽ được coi gọi là một con Brontor level 1000 nó full tốc chạy thì nó sẽ đi nhanh như nào. Đấy, nó hất vào quay rồi. Ôi, con này mà nó full vào quay là 20.000 quay nha, đừng đùa. Nó full oxygen đi. Ồ, 14.000 oxygen á, nó full stamina là chúng ta sẽ có gọi là 26-27.000. Nó phút anh em ạ. Ui ôi ôi, 1 triệu phút rồi. Hơn 1 triệu phút đấy. À không không, tầm 800, hơn 800 phút. Này tôi nói kiểu gì, tôi thành 1 triệu phút luôn ạ. Nhầm. Rồi, nó full speed cái nhở. Đây anh em, Brontor level 1000 full tốc độ. Đấy, 220 ạ, được có 220 thôi, nâng hết rồi đấy. Thì cái game này giới hạn nâng tối đa được thêm 60 cấp thôi à, không nâng được lên 61 hay là 62 hay là hơn nữa đâu. Bản PC cũng như vậy nha bạn, nhưng mà mình có thể là chỉnh lại, mình có thể là cài mod để mình tăng lên. Nhưng mà hiện tại mình đang chơi bình thường, mình đang chơi sinh tồn nên là mọi thứ giống khá giống bản mobile. Hay nói đúng hơn là bản bản gốc của bản mobile đấy. Thôi, cưỡi gọi là đi thử cái nhờ. Đấy nha, mình không có tăng gọi là cái tốc độ game nha. Đây là đi bình thường nha. Ồ, cũng nhanh đấy chứ. Nhanh thật đấy, cộng full vào gọi là tốc độ là nó chạy này. Nhanh mà, rất là nhanh nhạy luôn. Nhưng mà cộng như này thì đúng là đi nhanh thật, nhưng mà nó sẽ bị yếu máu ấy. Nhưng mà thật ra là 60.000 máu là cũng trâu vãi trưởng rồi, cãi nào được. Thôi hôm nay gọi là mình cũng làm một cái video nghịch phá game con Brontor anh em ạ. Bye bye anh em nha. Nhớ đăng ký cho mình nha.